BB mới ra lò đây. Mới ra lò. Đấy. Ui, BB to nhỉ? Mấy một cân này được mấy con nhỉ em nhỉ? Mà 7 con này. Một con là 7 con. À, một con là 14 con. À. 2 con sai thì 2 con. Tốt luôn. Vâng, xin chào anh em nhé. Hôm nay mình là tiếp tục review về quán hải sản 99 đấy, tại Lê Quang Đạo, Từ Sơn. Đấy, ngay bây giờ mình mời toàn thể anh em đi vào khám phá những món ẩm thực ở trong nhà hàng này nhé. Có món gì nhiều nhá. Okay. Đây anh em ạ, trước cửa mặt quán thì đây rất là đông. Đấy, anh em mình bây giờ đi toàn đi tìm đối thủ nhá anh em nhá. Đấy. Cái này vào ta đàn 15 lít cả. Đấy là chuyên buffet lẩu nướng. Đấy. Tại làng 2 Lê Quang Đạo, Từ Sơn. Với mùa giáp Tết này là anh em đi ăn tất nhiên rất là đông. Hay bây giờ mình mời toàn thể anh em đi vào trong quán xem mới có ẩm thực gì nhiều nhá. Đây là vào 7 triệu à? Một cân à? Một cân đấy đúng không? Lên YouTube, tubi đấy. Đang lên tubi rất là ngon nhỉ. Yeah. Cái con này được một cân không em? Hơn cân à? Đây là cá sông các thứ nhỉ? Mà tất cả tôi mua giá thế nào? À, rất là nhiều ngon nhỉ. Yeah. Toàn hải sản tươi sống thì nhìn món nào cũng là thèm luôn. Em ơi, dạ. Cân con này bao nhiêu tiền một cân nhỉ? Đây anh Điền ở đây anh. À, 1,4 triệu. 1,4 triệu à? Triệu dưới à? Đây mình cả chế biến là triệu dưới à? Mình cả chế biến luôn đúng không? Dạ. Cả chế biến là triệu dưới đúng không? Anh đang biến à? Ăn ở đây. Đây là cá sông các thứ nhỉ? Mà tất cả tôi mua giá thế nào? À, rất là nhiều ngon nhỉ. Toàn hải sản tươi sống thì nhìn món nào cũng là thèm luôn. Rồi anh em bây giờ theo chân mình đi lên trên xem có món gì là nhiều nhá. Đấy. Để anh em nhé. Đấy. Một món hải sản đây là có đồ gì nhiều này. Đấy, sản ra trước này. Mình sẽ xem ra trước thì sẽ áp ra trước nha. Đấy. Bây giờ chỉ làm ra trước rồi mà tôm này vẫn còn sống này, rất là ngon. Đấy. Đấy, đây anh em ạ, hôm nay giờ mới làm mấy mâm nhỉ? 5 mâm à? Ồ, 5 mâm anh em nhá. Đấy, ngay bây giờ mình sẽ review cho tất cả các bạn là từng món một. Đấy. À, về 5 mâm, đấy, xếp một giấy luôn anh em ạ. Hôm nay đưa các chủ tịch đi thưởng thức món hải sản anh em nhá. Đầu là anh em đến đừng đủ anh em nhá. Đây anh em nhé, đây là đi vào trong về nhà hàng 99 hải sản này đây tại Lê Quang Đạo, Từ Sơn nhỉ. Đấy là về bếp để chế biến nhá.
Thế mình đi vào quay và chia sẻ với tất cả các bạn một tí nhá. Đấy, đầu tiên là về anh đang xào mấy món rau hải sản anh nhỉ? Hải rau với cả đang cái món gì anh nhỉ? Anh mùi lắp sản. À. Xào cá bớp. Đấy. Một đầu bếp này trông năm bếp luôn. Anh cả dãy bên kia anh nhỉ? À. Đấy luôn. Đây là đấy, bê mới ra lò đây. Mới ra lò. Đấy. Ui, bê này to nhỉ? Mấy một cân này được tầm mấy con nhỉ em nhỉ? Tầm 7 con này. Một cân là 7 con. À, một con là 14 con. À. Một tốc luôn. Cho anh một cái tô
đâu cứu. Thêm cái tô. Ăn cái loại này cầm tay lắm. Cái này lòng cần dính. Đây là cái này thuê đây này. Sáu bàn, sáu bát là đúng cái gì đó. Rồi. Đó có đâu anh. Nó bảo sáu. Cái này ba không ơi. Cái này ba.